spicy one. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's spicy. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please. Và bộ mạch trên xe này là bộ mạch Automation SH dành cho xe AB, thì giá nó là 650.000. Nhưng mà khi các bạn mua chung với đèn chạy sáng, bên mình sẽ giảm 50.000 trên cái phần mạch, nghĩa là chỉ còn 600.000 thôi. Đồng thời các bạn phải thay thêm một cái công tắc SH nha. Thay thêm một cái công tắc SH thì mới sử dụng được bộ mạch này. Và kèm theo đó là cái chế độ vệ sinh. Công lắp đặt dành cho đèn chạy sáng nó là 200.000 đồng, và công lắp đặt dành cho đèn bi cầu đó là 300.000 đồng nha các bạn. Tổng công trên chiếc xe này đó là 500.000 đồng. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Xem Shop. Mình là Dương. Các bạn thấy đây là chiếc xe AB, thì mình đã tháo được giữa chừng rồi. Chiếc xe này á thì lắp đặt đèn bi cầu và một cái đèn chợ sáng. Chuyện xong có gì để mình quay video cho tới khi nào mình tháo dàn áo. Thì khi mà thông thường á, chiếc xe AB bình ắc quy nó sẽ nằm tại vị trí trước mặt này. Thì mình chưa nghĩ nó là một chiếc xe AB 150 bình thường thôi. Thì mình tháo ra bắt đầu làm, thì khi mình tháo ra mình thấy cái cụm ABS nằm đây các bạn. Mình thấy cụm ABS nằm đây mà mình không thấy cái mình đất quay đâu hết. Cái đồ mới đầu mình đi nhìn, mình tham quan cái xe, cái mình đọc cái tên bên đây nè, thấy chữ SB160, nghĩa là chiếc xe này là một xe AB160 đời mới. Về hình dáng cơ bản á thì nó giống y chang một chiếc xe 150. Đề máy này kiểm tra mình thấy cái xe này cái ga đầu nó rung hơn bình thường, rung hơn cái con 150 nữa. Thì mình cũng nói thấy đầu thấy nghi nghi rồi, mình tưởng là bị hư lỗ vặt hay gì thôi. Nhưng mà khi mình tháo ra mới biết là xe này là 160 và bình ắc quy đã được dời đi vị trí khác, đó là vị trí ở dưới yên xe. Đây nè, đeo vị trí bình ắc quy nè. Đó, mình sẽ mở cho các bạn xem nè. Các bạn cần nạy cái này ra thôi, nãy giờ ra thôi đã ra. Đó, đây là vị trí bình nha các bạn. Rồi về cái vị trí bình này nè, ban đầu mình thấy cái vị trí bình này mình cũng suy nghĩ rồi, nghĩa là khi mà giống như cái xe các bạn quên tắt máy mà để hết bình đi thì thông thường là sẽ tháo phần ốp này ra, tao ốp trước ra và sạc bình thì đó ok. Còn đối với dòng xe này mà các bạn hết bình á, các bạn phải mở yên lên và xong rồi sau đó mới sạc cho mình nó quy. Thì đối với phần mở yên, nếu mà các bạn quên remote á mà không có cái cây mở dự phòng á, là mở trong đây nè, thì mình không biết làm cách nào để mà mở cái yên này lên để các bạn sạc bình luôn ha. Thì cái này cũng là ưu và nhược điểm của nó thôi. Thì bây giờ thì cũng như cũ, thì mình cũng sẽ lắp đặt đèn bi cầu và đèn chợ sáng. Thì về cái cách tháo lắp và lắp đặt đèn bi cầu mình đã hướng dẫn trong cái video trước, đó là xe AB150. Thì về căn bản và hệ thống điện nè, về dàn áo và cách mở dàn áo, nó cũng y chang con xe AB150 không khác nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lắp đặt đèn bi cầu và lắp đặt thêm một cái đèn chợ sáng tích hợp vào zin. Chiếc xe này mình nghĩ có thể là cũng sẽ gắn được tăng sáng của AB150 luôn nha các bạn. Thì để có dịp xe nào lắp tăng sáng đi, mình sẽ quay video lại cho các bạn xem luôn. Mình nghĩ là nó cũng giống nhau thôi. Rồi, làm thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn luồng dây ha. Đây là dây của bộ mạch nha. Tại vì đây mình sử dụng hai bộ mạch nên sẽ có 4 dây nguồn. Thì các bạn đi dây á, các bạn sẽ đi vào đằng sau cổ xe nè, đi vào sau trong đây nha. Thì các bạn nhìn đây nè, nó sẽ có một cái bó dây zin. Mình sẽ chạm nó lúc lắc. Đây là bó dây zin nè. Đây là bó dây zin của xe. Thì các bạn sẽ đi theo cái bó dây zin đó, các bạn vào trong cái lỗ bên đây. Đây sẽ có một cái dòng, có một cái dòng mà giữ cho cái dây zin. Thì các bạn sẽ đi vào trong cái vòng đó, đi xuống dưới đây và đi thẳng xuống dưới luôn. Rồi, các bạn sẽ cho dây xuống như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ cần một sự trợ giúp của một cọng kẽm. Đó, một cọng kẽm như vậy nè. Thì các bạn sử dụng dài khoảng 1 mét nha, một cọng kẽm khoảng 1 mét. Thì mình đã luồn sẵn cho các bạn đây. Đây là cái cọng kẽm nè. Đây là đầu, mấy bạn sẽ luồn vào cái lỗ xương này nha. Vào cái lỗ xương này, đây là đầu cọng kẽm nè.
thì các bạn khi bạn luồn á, các bạn phải cho cái cọng kẽm nó ra phía bên đây. Đây là phần đuôi cọng kẽm nè, thì các bạn sẽ cho dây xuống đây trước, rồi sau đó các bạn mới luồn tiếp tục từ bình ắc quy xuống dưới đây, rồi các bạn đưa dây lên lại. Đó là cái cách luồn dây ha, mà các bạn không cần phải tháo dây áo. Tại vì căn bản các bạn giá xe B thì các bạn nếu mà các bạn không biết tháo á, cực kỳ dễ gãy bát. Đó, nếu mà các bạn không biết tháo thì các bạn sẽ sử dụng cách an toàn như của mình đang làm, đó là sử dụng cọng kẽm luồn lên cái là xong, không đụng chạm dây áo. Đó là hiệu quả. Thì trên vòng mạch bên mình á, nó có rất là nhiều đầu cốt, thì các bạn khi mà các bạn kéo á, thì những cái đầu cốt này rất là dễ mắc kẹt lại trên xe. Thì mình sẽ đưa ra một đầu chọn như thế này thôi, còn ba chân này lại nè, sẽ quấn bên keo, nó trở thành một đầu như thế này thôi. Là khi mà các bạn luồn vào xe á, thì những cái đầu này sẽ trơn, nó sẽ không mắc vào những cái dây điện hoặc là vào cái góc cạnh ở trên xe ha. Rồi, bóc vô. Đó, ok các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn luồn dây từ dưới lên trên bình ắc quy, các bạn sẽ lấy một cọng kẽm. Ở trong cái phần dây cọc âm này nè, bên hông nó sẽ có một cái lỗ, thì quay camera có thể hơi khó thấy, có lỗ dây zin của dây âm lên nè, trong đây có một cái lỗ. Thì mình sẽ dùng cọng kẽm đưa vào cái lỗ đó, và các bạn đồng thời dùng tay, bạn thò trong đây nè, đó, thò trong xe nè, thò sâu lên trong. Đó, cái móc nó ra, các bạn lấy cọng kẽm dây nè, sau các bạn móc cọng kẽm ra, đó sẽ đi một đường cong như thế này. Rồi sau đó các bạn móc vào cái cọng dây các bạn và kéo lên thôi. Thấy không? Các bạn thấy cọng kẽm không? Đó, giờ mình kéo lên lại. Đó, kéo lên bạn sẽ dư được khoảng dây như thế này, rất là dài. Rồi, mình đã hoàn thành xong xe này rồi nha các bạn. Thì xe này mình sẽ trang bị cho chiếc xe này là một bộ mạch auto boosting để sử dụng cho cây đèn chữa sáng ST20 này. Đó là các bạn sẽ nhấn 2 lần boosting là mở đèn, 2 lần boosting là tắt đèn, giữ đèn boosting là tự động nhấn boosting. Đèn chính và đèn chữa sáng luôn nha. Khi đây nè, mình không có đèn chính nè, đèn chữa sáng nào xe boosting đèn chính. Nghĩa là khi các bạn rút cái đèn chạy sáng ra ngoài luôn thì vẫn có chế độ là bát sinh đèn chính. Thì bộ mạch này các bạn dành cho xe AB150 và 160 đều sử dụng chung với nhau được. Thì mình chỉ cần đổi cái dắt nó lại với nhau thôi. Nếu mà các bạn mua hàng á thì các bạn yêu cầu bên mình đó là bấm lại cái dắt cho xe AB160 là tụi mình sẽ bấm lại cái dắt đó, về nhà các bạn chỉ cắm thôi là sử dụng được. Rồi, thì trên xe này thì trang bị như bình thường là cặp bi cầu Kenzo X100 và một cái đèn ST20. Thì bi cầu thì video trước mình đã báo giá này ha. Bây giờ mình sẽ báo giá cái đèn và cái bộ mạch chở sáng cho xe này. Và bộ mạch trên xe này là bộ mạch Auto Boosting SH dành cho xe AB, thì giá nó là 650.000. Nhưng mà khi các bạn mua chung với đèn chở sáng, bên mình sẽ giảm 50.000 trên cái phần mạch, nghĩa là chỉ còn 600.000 thôi. Đồng thời các bạn phải thay thêm một cái công tắc SH nha, thay thêm một cái công tắc SH thì mới sử dụng được bộ mạch này, và kèm theo đó là cái chế độ boosting. Công lắp đặt dành cho đèn chở sáng nó là 200.000 đồng và công lắp đặt dành cho đèn bi cầu đó là 300.000 đồng nha các bạn. Tổng công trên chiếc xe này đó là 500.000 đồng. Thì bây giờ xe đã trang bị bi cầu, mạch bi cầu mình cũng có boosting và mạch chở sáng mình cũng có boosting, thì mình sẽ tư vấn với khách là bỏ boosting bi cầu đi. Tại vì boosting đèn chở sáng không thôi á, cái độ sáng của đèn chở sáng đã đủ gây chú ý cho người đằng trước rồi, các bạn không cần phải boosting theo đèn bi cầu làm chi nữa cho nó tốn điện và gây khó chịu ha. Thì video này mình chỉ muốn đó là chia sẻ với các bạn là cách đi dây của bộ mạch dành cho cái dòng xe AB160 này, và đồng thời là một cái option mới, đó là option đèn bi cầu và đèn chở sáng cho dòng xe AB này ha. Đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment bên dưới, mình sẽ đáp nha. Bye bye.